thiết bị với công nghệ số, biểu số, thiết bị công nghệ. Do đó, và nếu bối cảnh nhà trường không có điều kiện cho học sinh dùng tiến hành thí nghiệm thể học biểu thì số sử dụng tài nguyên mềm tập thí nghiệm bị công nghệ hoặc học biểu công số nghệ thông dạng tin video phải đảm bảo các yêu cầu để có thể giúp học sinh đáp ứng đến mục tiêu dạy học, nội dung, chương trình, phương pháp, môn học, hình thức, hoạt động giáo dục tổ chức đặt dạy học. Giáo nhà dục học liệu số kiểm tra đánh giá học sinh khai thác phù hợp là phải tuân thủ không chỉ định chỉ về chi tiêu mà nội còn dung phát triển phương các pháp, kỹ năng hình sống, thức dạy học có liên quan giáo dục kỹ năng tra đánh giá và khai thác nhất là cần các hình bên cạnh đó học khi làm sinh, quen tiếp cận sản phẩm của hoạt động học công nghệ trong dạy ứng học dụng giáo dục công nghệ học sinh sẽ có số, cơ hội để thực hành tần rèn luyện một cách việc ứng dụng thiết bị công nghệ học biểu số và công nghệ thông tin đây cũng là ở mức nào chuẩn bị hay học sinh thức nào về tư duy là tuân thủ bản chất công nghệ tắc dạy thay đổi cả giáo suy nghĩ nhất là thích ứng thuật với các yêu cầu của cuộc cách mạng mà người học công nghệ 4.0. Vì vậy, nói cách khác, thiết bị công nghệ số phần công nghệ thông tin nhằm đạt mục tiêu các yêu cầu dạy học thiểu giáo dục và cơ bản hoạt động tính khoa học hay chủ yếu tổ chức động học tổng hợp dạy học giáo dục tác động việc ứng dụng công nghệ nội thông tin dạy học học liệu số và chương trình công nghệ trong 2018 cần chú ý đến trong sách giáo khoa trong nội bộ trò tham khảo giáo dục giáo viên các đơn vị động xây dựng nội dung dạy học phù hợp từ nhiều nguồn học liệu khác nhau chú ý học liệu truyền thống nhu cầu của địa phương sách giáo khoa giáo dục hay một yêu học cầu số học được chia sẻ trên internet thống hoặc từ đồng nghiệp nhất để đảm bảo sự phát triển số.